xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chùm cuối của dòng Ranri. Đó. Đây, một kiện hàng màu đen. Đó, rất to nha các bạn. Đó. Đây là kiện hàng này, một cái ô gạch này của mình là 60 này. Đó. Như vậy là 20 nữa là khoảng 80 cm nha các bạn. Và chúng ta sẽ coi chùm cuối này như thế nào. Đó, quay cận cảnh cho các bạn xem. Đó. Mình chuẩn bị gia nhập một team mới các bạn. Đó. À mà rồi, nói chung là lâu nay là những dòng xe phổ thông cái dòng nhập vào unlimited đó, là không giới hạn đó, thấy chưa? phần nào đó là được cuộc đó đi. Một chiếc trang sát UDR đó, tốc độ 50 dặm giờ đó. Có tục to các bạn bằng cái tay mình luôn à. Mình có yêu cầu với người bán là cho mình thấy cái màu này, nhưng mà họ nói là hên xui. Bây giờ mình sẽ phù hợp quá, không biết là nó là màu gì đây. Cái tay này bạn cũng chưa rất đẹp nha bạn. Tín hiệu hàng trang sát sắc chuyển phải mua thêm nha bạn. Tại vì chắc của nó là rất trang sát. Mình sẽ mua thêm. Nếu mà thấy rõ không? Nó rất là to các bạn. Ồ, sẵn các bạn ơi. Và ồ, hơi gặp cực dính nè. Xem nha bạn, đây. Để của chúng ta, màu xanh. Không còn gì nữa không? Một bớt bắt. Rồi, giờ thấy rồi đó. Cái đồng lạnh, một thanh thôi các bạn, xem một thanh thôi. Rất to. Cái thùng phần bên. Bây giờ mình sẽ nói chi tiết về tay điều khiển 40 pin, đúng rồi, 2A. Đây to nghe, đây rất là to. Đây. Chiếc xịn các bạn, một thanh. Thùng phần này còn này phục ứng nè. Rầm rầm luôn, gọi là kinh luôn trong dòng Ranri, rất giống thiệt các bạn, scale rất giống thiệt, rất hoàn hảo bạn ơi. Nghe nói đâu là 6 kg bánh nè. Wow, rất đẹp các bạn ơi. Mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho các bạn xem nha và thử luôn. Rất nặng các bạn. Độ cao 5 cm đó xuống. Không chạm sàn. Đó, chiếc xe này là nó rất có rất nhiều điểm để mình nói nha các bạn. Đó, trước tiên là mình đi quay tổng quan về cái nội thất chiếc xe này, rất là đẹp. Đó, hệ thống đèn nè, đây là phiên bản mới nha các bạn. Đó, nó có hệ thống đèn, đèn trước. Đó, đèn phía dưới đây và đèn ở phía trên. Đó. Đó, và có trong đây có hai mô hình của hai tay đua. Đó, làm rất giống thiệt. Cái scale của cái xe này thì nó tỷ lệ nó rất là giống thiệt các bạn. Nó không như cái sát ít, max ít hay là ấy thì nó hơi hoạt hình xíu, nhưng mà xe này thì gần như là tỷ lệ gần giống như xe thiệt. Đây thì là nó trên mình có phía ngoài trước, đây là có hai quạt gió và đèn hậu sau. Đó. Thì cái đèn này là nó cũng sáng, ở đây hai đèn giữa này thì màu cam, còn đây là màu đỏ. Chút mình sẽ gắn pin cho các bạn xem. Cái này hai cái quạt là mát. Nhớ bạn. Còn đây là ESC của nó nè. ESC của nó là VX6S nhé các bạn, chạy bằng pin 6S. Và trên cái thông tin của sản phẩm của Transat á, thì từ tháng 2 2020 á, thì cái dòng những cái dòng giống như UDR và Evo một dòng ngữ của xe cũng của Transat luôn, thì là nó sẽ cái ESC này sẽ không tắt bằng cái nút này mà mình phải rút pin. Thì theo như nhà sản xuất nói á, là do là để cho cái người chơi á, người ta khỏi phải quên rút pin sẽ ảnh hưởng tới hệ thống điện xe cũng như pin nhé các bạn. Vì nó pin LiPo thì nó để mình không chạy lâu thì nó sẽ gây ra cháy nổ. Còn hai cái bánh này là secure, nhưng mà là nó như bánh thiệt, mình có thể tháo ra để thay được. Đó, như vậy là có hai bánh secure nha, nổ lốp là có lốp thay liền, không có bị gián đoạn cuộc chơi. Thì đây là hai cái trục cách đăng, đây nó cũng thiết kế rất hay nha. Cái này ví dụ mà mấy bạn trục dưới đây nè, trục giữa này nè, trục truyền động này nè, có cái bạn có thể tháo ra và thay liền luôn. Đó, và đồng thời là cũng là thành một cái gia cố. Đó, trên này thì nó có hai bình chữa cháy nè, mô hình rất đẹp nha bạn, rất chống thiệt luôn. Đó, đây là những cái chi tiết máy, đây hai cái bình dầu. Đó, vì xe này là xe địa hình chạy trên sa mạc. Đó. Rất là đẹp. Đây là tổng quan bên ngoài. Đó. Thiết kế là gần giống như thì cũng nha các bạn. Phía sau nè, khung gầm nè. Khung gầm hơi tối nha các bạn.
Đó, đây motor của nó là giống như của bộ Hedwig Max 8 đó. Dưới đây đó, đây là trục và visa các bạn, cục visa rất là to. Xem này. Đó, này mình có dán để chống sức để chuẩn bị chơi nha bạn. Trước khi đang chờ cái bộ giáp về á, giáp gầm về á, thì cho cái dây dòng này phải chơi bạo lực một xíu, thì nó mình muốn giữ cho nó không bị trầy á. Đồng thời là sẽ nó có nhiều option cho cái xe này, nếu mà mình mua đầy đủ thì nó sẽ rất là nhiều. Tỷ lệ là nhìn trong có giống thiệt nha. Đó. Đó này. Cái body của xe này là nó mình sẽ không gài nha bạn, dùng bằng ốc rất chắc chắn nha. Ở đây mình có dán chống sức sơ nè. Đó. Đây, mình quay một vòng lại xem. Rất là đẹp nha bạn. Về còn về độ mà êm ái thì khỏi phải bàn, mình sẽ chút nữa mình sẽ quay xuống cái phụ cho các bạn xem. Xe phụ các khi về á thì mình sẽ tăng lên một xíu nha các bạn, để cho nó có độ đàn hồi cao hơn á. Vì đây là xe bay nhảy mà. Đó thì mình sẽ tăng chỗ này này. Đó, tăng chỗ này. Đó, mình tăng vừa phải thôi. Còn mấy bạn nào thích mà nó cao hơn nữa hoặc là nó có độ nhúng gắt hơn á thì các bạn tăng xuống thôi. Cái này mình tăng sơ sơ lên 1/3 thôi các bạn. Đó. Còn cái ống phụ này phục dầu hỗ trợ thêm rất giống thiệt luôn. Đó, đây là cái dàn treo của nó. Dàn treo trước này. Không? Nên xe này là nó treo đa điểm. Nó treo đa điểm, tức là mỗi bánh nó sẽ tự hoạt động riêng, đồng thời là 4 VKD, tức là nó sẽ xoay trục 4 trục. Và cái này là trục này là truyền lại bằng sắt. Nhưng mà những cái tay linh này nè, mấy bạn để ý nè. Tay linh này, đó nó có cái khớp khuỷu này bạn, đó. Khi mà nhúng nè. Đó, nhúng là nó sẽ cũng sẽ chuyển động, nhưng thanh này là bằng nhựa cứng. Đó. Còn trước đây là cái thanh chỗ này, mình sẽ thêm một bộ giáp nè. Chỗ này thì cả rất là nhiều, nên sau này ví dụ mình được thì mình sẽ nâng cấp option nhôm. Xe này mà chơi thì mình nói người giống như xe thiệt vậy đó, thì mình sẽ nâng cấp từng thứ và độ cũng như về cái dàn áo, dàn chân của nó cũng như là máy móc các bạn. Đó. Còn đèn á, công tắc đèn á, đèn là mình bật lên nó không máy đâu nha. Trong này nó có một cái hệ thống điều khiển đèn trong đây. Đó. Thì mình bấm nút thôi, nó trong đây nè. Đó mình mở lên thì lát mình mở lên mình sẽ cho các bạn xem. Đó, về bộ phục trước phục sau đều là hai ống như bạn, một ống dầu nè và một ống có đó, ống này cũng dầu nhưng mà ống này là mình cũng không hiểu là kỹ thuật lắm, nhưng mà nó dạng nó một phục như phục dầu đặc. Còn bên đây thì nó có lò xo nên chỉ là bốn phục sau của mày. Và các bạn xem này, xe này nó có cái điểm treo rất hay nè, đó giống cái chân con chuột cháu không. Đó, nhích lên như này. Nhưng mà các bạn thiết kế này, cái xe này nó thiết kế rất hay nha. Khi mà bạn cái lốp của bạn lốp sau mà bạn có rớt xuống đó, thì đó nó nằm nguyên trong này. Và cái phục này, cái này nó nhô lên nè, cái củi, cái khuỷu tay của mình đó bạn, đó coi đi nè, đó. À, các bạn thấy không, là xe nó sẽ đập xuống như vậy mà gần như mình thấy là như nó không có chạm vào trong cái body. Đó, rất là hay nha. Ở phía sau nó cũng vậy, cũng có hai phục này. Và cái thanh linh này thì mình nên là ốp thành nhôm. Đó, để cho nó chắc chắn hơn. Đó, mình sẽ lật cái xe lại cho bạn xem nha. Đó, xe rất là giống thiệt. Đó, và đây là phía phần phía dưới nè bạn, đây hộp pin nè. Pin thì nó có một cái thanh lẫy. Pin này thì mình thấy mình có hai viên pin 7001 nhưng mà vô nó hơi chật, đồng thời phải chuyển rắc này kia nữa, thì mình nên pin của nó ví dụ như mà để mà rộng rãi thoải mái không bị cứng dây này kia, mình nghĩ là chắc còn tầm 6.500 đổ xuống là được các bạn. Nên 7.000 thì nó hơi chật chội xíu. Lát mình sẽ lắp pin cho bạn xem. Đó, đây là trục cáp đăng này, đây là trục truyền động đây. Bộ phía sai rất to. Đây là motor đó bạn, mà motor nè. Nó nhìn nó motor giống hết pin lắm. Giúp mình mở cái này ra mình bỏ của giáp ra luôn. Đó. Cái này là mình dán lại rồi. Rồi, đây là cái thanh này, mấy bạn thấy thanh A không? Đúng là xe mà cho việc mà bay nhảy nè, rất là chắc chắn. Tưởng là đâu cứng lắm, chỉ có trầy thôi cho nó không có. À, có một cái điểm hay nữa nè, trong này này. Đó, xe này nó luôn option luôn cho mình cái bộ phanh này. Phanh này là mình cũng có thể là thành option thành cái hộp nhôm luôn này luôn này. Rồi cái này bằng nhôm luôn, màu đỏ rất đẹp nha bạn, có hết. Chủ yếu là mình nâng cấp từ từ thôi. Đó, những cái thanh này thì là bằng nhựa mà bằng sắt các bạn ơi. Đó, thanh linh này, bạn thấy hệ thống treo của nó không? Đã không? Đó, cái dàn chân đó nè, như chân người mẫu vậy. Đó, còn thanh linh lái nha, như lái là bằng nhựa cứng. Option nó có option nhôm luôn. Đó, option nhôm của HR đó. Thì mình sẽ thay được. Như đây, đó, ở đây là servo này. Chút mở ra coi. Đó. Rồi, rất chắc chắn luôn, xe đi bay nhảy. Và chỗ này là cái phía sau, cái hộp vậy thôi. Không biết nó có cái gì trong đây không? À, mình cũng không biết nữa, nhưng mà thấy nó giống, nó làm giống như là xe thiệt. Làm rất giống, rất chắc chắn. Đó. Nó chạy rất nhiều địa hình nha, chạy tốc độ cao rồi chạy bay nhảy đâu này kia. Đó. Rất đẹp. Gầm nó rất cao nha bạn, mình có thể tăng hạ gầm theo cái phục của xe. Có người lái này. Nhúng thiệt đó. Bây giờ mình sẽ mở ra phía trong cho mấy bạn xem. À, xe này đó là
cái body của nó gắn vào trong cái khung xe, không phải là bằng kim gài mà là bằng những cái ốc lục giác đó các bạn. Đó, mình sẽ mở ra, thứ nhất là để dán băng keo sợi thủy tinh lại cho nó chắc chắn, cái thứ hai để chống chạy phần ngoài này cho nó đẹp, các bạn chơi cho bền. Cái thứ hai nữa là cũng giới thiệu cho các bạn xem, cũng mình cũng muốn khám phá xong bên trong cái xe này là nó có nó cái tâm bộ điện của nó đây, cái khung xe này đó như thế nào luôn, giới thiệu cho các bạn xem luôn đó, khám phá. Vì đây là dòng xe nó giống rất là giống thiệt các bạn. Đây, ở bên đầu này nó hơi khó mở xíu, mình khéo khéo tay xíu, mình đẩy qua đẩy lại nó cũng ra nhé bạn. Đó, cái body nó rất chắc đẹp nha. Đó, nó kèn luôn. Bây giờ mình sẽ dán sợi thủy tinh lại. À, dán cái sợi thủy tinh lại và đầu bên này mình sẽ dán kèo chống chạy của xe máy nha. Đó, các bạn thấy không? Nó xe này. Đèn này, các bạn thấy không? Rất đẹp. Đó, đẹp luôn. Wow. Rồi, mình sẽ nghiên cứu. Chuyện tấm này là bằng nhựa nhé bạn. Mình có thể option thêm trên của trang thương mại điện tử. Thì những cái này nó thành là bằng những tấm nhôm các bạn, hay được bằng tấm nhôm này, cái này bằng thêm bằng tấm nhôm được này, cái này đều thành những cái bằng nhôm được, cái này cũng vậy, này mình bảo sơn rồi, lắp sơn rồi, và lắp thêm cái này cũng vậy nha, để dưới đó cũng vậy, đó, tất cả đều là phải gia cố thêm, vì nếu muốn bay nhảy tốt thì phải gia cố thêm, đồng thời thì người xe nó cũng sẽ tăng lên các bạn. Và tiếp theo mình sẽ lột siêu xe nha bạn, vì xe mới mà lột luôn, đó thấy không? Đó, nó chỉ đặc biệt xe này mới có cái siêu chỗ này thôi, nó không có bao bùn này đâu. Đó, như vậy cũng được rồi, lột siêu và xe đem đi dán rất là đẹp, bóng các bạn, đó, hàng chất lượng, bóng đẹp. Nhân tiện mình dán cái ốp sườn nữa các bạn, để cho nó bớt chạy á, trong lúc chờ đợi cái giáp nhôm về á, thì cái nóc á, thì mình dán tạm để chạy thử nha các bạn. Thì sẵn đây mình quay cho các bạn xem luôn, đây là phần bên dưới sau khi mình tháo cái nắp trầm ra nha các bạn, đó là mình thấy cái motor liền, đó motor rất là to, motor này là motor như 42 cũng không rõ thông số là bao nhiêu, nhưng mà nó không phải là lên tới, nó tương đương với bộ hub bobin á, mắc 8 thì bộ con motor này nó chắc là 4072 đó. Còn đây là con servo này, servo mình thấy nó cũng chắc chắn nhưng mà không biết nó là servo gì đó. Đây là tay lái nha, tay lim lái nè, bằng nhựa nha các bạn, nhựa cứng, cái này có thể option lên nhôm đó, dàn lái nằm ở đây đó. Còn đây là nó có một cái thanh sắt, thì cái này mình tháo ra đó, mình để cho chống chạy thôi đó. Mình cũng bảo vệ cái này nó đỡ đầy đó. Đó, còn đây đây là cái cục ớt xe các bạn, rất là to đó, mình mới mở trên thì mới thấy đó. Còn đây là những cái cây thanh lát thanh trường động các bạn các bạn, đây là một trục đó, trục đây rất là to đó. Đây là bộ vi xe sông cục đúng rồi các bạn đó, hai cây luôn nên rất là êm hai bên đó. Đây là quay kỹ các bạn xem nha, đây là dây nè đó, một cái rất là to nha. Đây là cái bộ vi xe truyền động giữa nè, rất là chắc chắn đó, servo càng am nè đó, nhìn rất là khủng nha bạn, rất là đã. Còn jack của nó là jack riêng của trang sát luôn, thì mình sẽ phải dùng cách chuyển giữa tay hoặc là thêm một pin của mình đó. Đây là chỗ hai cục pin, đây là hai cục pin nè các bạn, mình biết là hai cục pin của mình nó bỏ đây không, có vừa hay không, ốc hơi nhỏ nha đó, thì bỏ bên đây nằm dọc hay nằm ngang đây ta, nằm dọc vậy đó, vừa khít luôn bạn, thật quá. Hai cục pin này mình đang lo vì nó là 7100 á, nó hơi đó như vậy, vừa khít luôn. Nếu mà lên 7600 là chật nha, đó pin này pin 7100 thôi đó. Nếu 7600 là hơi chật đó, và kể các bạn xem. Rồi nhắc vào đây đó, nó cũng có một khoảng không khá rộng đó, các bạn pin vừa khít luôn trời, hơi dễ sợ, cũng hơi là khỏi chơi. 7600 là nếu mà nó dài hơn một chút, đây là cái viên pin này dài là 15.4 cm các bạn, pin mới luôn, pin 3S xả 70C. Thì cái này pin này thì mình nghĩ là chắc sẽ dùng những cái viên pin là từ 5200 trở lên đó, để cho nó lâu, và dòng xả càng xa càng cao thì pin nó càng máu hết thôi các bạn. Đó, vừa đẹp, đẹp quá. Một cặp pin mà đang lo lắng vì cái thằng trang sát này, nghe mấy anh bên tay nói là nó hơi nhỏ đó, hơi nhỏ hơn cái thằng Musa Ben của Ama đó. Đó, đây sau này nó có giữ lại khi mà nó bay nó rớt, nó giữ lại đó các bạn, thấy không? Như là hai cái cọc dây như thế này, cọc dây cao su, nhìn rất là đã nha. Rồi mình có phương tiện, mình có dán luôn lại cái body đó, body mình dán lại keo, chỗ nào mà yếu thì mình dán lại. Rồi giờ mình tiếp tục dán và lắp lại và chạy thử thôi các bạn. Mình muốn giữ cho nó kỹ xíu đó, sẵn quay cho các bạn xem luôn phần dưới của cái xe đó, vừa khít luôn. Wow, may mắn hệ thống đèn này đó, cái này nó là cái EC này nó không có tắt được, mình sẽ chỉ có rút pin thôi
đó. Và đây khi mà đây chuyển cái đồ xanh, khi mà cái đèn màu xanh này á thì là nó có cái chế độ là báo pin volt thấp nha các bạn, tức là nó điện áp thấp á, nó có hệ thống an toàn, nó là điện áp thấp. Còn ví dụ chỉ màu đỏ là nó mình sẽ chạy nó không biết. Đồng thời khi mà cái đèn nó chỉ màu đỏ thì là nó báo cho mình, thứ nhất là nhiệt độ cao nè, thứ hai là volt thấp thì nó sẽ báo nè, dưới 50% là nó sẽ báo nè đó, thì nó sẽ báo thì mình sẽ ngừng lại và kiểm tra nhé bạn. Mình cố gắng chơi vì pin lipo nó không có an toàn đó. Rồi hệ thống lái nè các bạn, cái mod nè đó, nó lái như những xe khác thôi. Rồi ga lùi tới đó, lùi cũng khá mạnh nha bạn, đá là một xíu mà nó giật quá trời. Cái này thì nó điều chỉnh được hết á, nhưng mà mình chưa tìm hiểu được thì mình sẽ tìm hiểu được, mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Còn trước đây là cái đèn nè đó, phía trước đây là cái đèn nè các bạn đó, đèn trước nè, đèn sau nè đó. Thì ở sau này nó có thêm một cái đèn, đèn màu đỏ nữa đó. Thì bây giờ mình bật hệ thống đèn rồi, sẽ phải thò cái tay xuống dưới đây và nó có dưới này nó có cái nút đó. Nếu ba bạn thấy khó thấy lắm thì giờ mình sẽ bật nè, bật đèn nè, tay mình nè đó, sẽ bật đèn nè đó. Nó có chế độ sáng vừa và sáng sáng cao nha các bạn, giống như cái đèn pin đó, đèn đỏ nó đỏ nè. Rồi đó, đây là chế độ sáng thấp nha các bạn, sáng yếu nè, giờ qua sáng cao nè đó, nó giấu khá kỹ đó, sáng sáng hơn thôi nha. Rồi tắt nè, ở ban ngày thì mình không cần đó, rất là hay. Khi mà xe chạy tới thì không biết nó có sáng hơn không, nó vẫn như vậy nha các bạn đó. Lùi tới, lùi tới, lùi nha các bạn. Đó. Còn mình muốn chuyển chế độ cho nó sáng hơn thì là mình thò tay qua đây và chỉnh cho nó sáng hơn. Thì lùi nè, tới nè, nó như nào nha các bạn. Ga rất là mượt nha các bạn. Đó. Dạ, mình nặng lắm mấy bạn, mạnh lắm. Đó. Rất là đẹp. Thì đèn này mình bật chứ không bật trên mod được, nhưng mà phải bật ở đây nó hơi bất tiện nha. Cái này mà sau này ta sát họ thiết kế lại bật là sáng đèn trên mod luôn, tức là nó có hệ thống đèn đó luôn, tức là chỉ cần đánh lái trái phải là nó sẽ bật mở tắt cái đèn cho mình luôn đó, rất là đẹp nha các bạn xem. Còn gì bằng nữa, quá đã, trời bao phê luôn đó.